Sinh tồn xếp hạng mùa thứ 34 đã chính thức khởi tranh ngay cùng với thời điểm sự kiện sinh nhật 6 tuổi Free Fire. Có rất nhiều tính năng cũng như thay đổi mới mẻ khiến không ít anh em bối rối. Nhưng đừng lo, vì ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá các tính năng mới tại mùa giải sinh tồn tại dịp kỷ niệm Free Fire 6 tuổi nhé. Mắt ngủ cùng Free Fire số thứ 8 bắt đầu. Alok thức tỉnh là cái tên đình đám của Free Fire từ 2020. Alok chính là nhân vật đầu tiên có kỹ năng chủ động được thức tỉnh, khiến cho dân tình không khỏi xôn xao. Kỹ năng chủ động thức tỉnh của Alok mang tên Nhịp điệu sinh mệnh, giúp cho người chơi khi sử dụng tính năng này, mỗi 2 giây các nốt nhạc sẽ xuất hiện cách 2 mét sau lưng người sử dụng, tồn tại trong 5 giây. Đồng thời có thể nhặt các nốt nhạc để nhận hiệu ứng hào quang và hồi lại cho mình lượng máu đã mất. Khi thức tỉnh, kỹ năng của Alok trở nên linh động hơn, mang thiên hướng phối hợp và hỗ trợ cho đồng đội. Đồng đội giờ đây sẽ tự tin hơn khi được hồi máu từ nốt nhạc của Alok. Kèm với đó, nếu bạn vừa nhặt được nốt nhạc, vừa đứng trong vòng kỹ năng của Alok, thì hiệu ứng hồi máu cũng sẽ được cộng dồn. Từ đây, lối chơi của bạn có thể phòng thủ hoặc tấn công tùy ý trong trận đấu. Hãy thử tưởng tượng nếu cả 4 người cùng cầm Alok thức tỉnh, thì số máu hồi sẽ như thế nào? Vừa có hồi máu, vừa có tốc độ linh hoạt. Một vài lựa chọn dành cho Alok thức tỉnh như sau: Combo 1, Kelly, Joseph, Luna, giúp cho Alok thức tỉnh được gia tăng tốc độ chạy tối đa, đồng thời vẫn cân bằng được khả năng tấn công và hỗ trợ của đồng đội. Combo 2, Jota, Ford, Olivia, một combo giúp cho Alok thức tỉnh của bạn luôn có lượng máu hồi phục liên tục khi giao tranh. Trợ thủ đi kèm gấu mèo Rocky, giúp giảm mạnh thời gian hồi chiêu kỹ năng chủ động. Panda khi ai gặp kẻ địch hồi thêm HP. Linh hồn sắc máu, chắc hẳn anh em mấy hôm nay cũng thắc mắc tại sao thỉnh thoảng trong trận đấu lại có một kỹ năng chủ động được tự động kích hoạt phải không? Ví dụ như hồ mơ bay tứ tung, hiệu ứng của Alok tự động kích hoạt, thủ phạm chính là ra là mày. Tính năng mới của linh hồn sắc máu sẽ là phần thưởng khi bạn hoàn thành xong nhiệm vụ trong trận tại chế độ sinh tồn. Sau khi hoàn thành, một khối lập phương sẽ bay qua nhân vật của bạn. Khối lập phương này sẽ cho phép mở khóa thành một kỹ năng chủ động ngẫu nhiên. Một số kỹ năng có thể thấy như say nè khi bạn bị tấn công bất ngờ, blue khi có nhiều kẻ địch xung quanh. Ngoài ra, cơ chế kích hoạt của Homer theo tôi dự đoán có thể là tự kích hoạt khi có kẻ địch phát ra tiếng chân ở gần bạn, hay như Alok sẽ được kích hoạt khi bạn ra khỏi giao tranh. Tính năng thử nghiệm này chắc hẳn còn nhiều tranh cãi, nhưng mục tiêu của nó là khiến những pha giao tranh trở nên gay cấn và khó đoán hơn, nên cũng là cơ hội để các bạn sáng tạo ra nhiều lối chơi mới trong trận đấu. Thời điểm bạn xem được video này, có lẽ linh hồn sắc màu đã được đóng lại. Tuy nhiên, nếu bạn có ý kiến gì về cơ chế linh hồn sắc màu này thì bình luận bên dưới để cho chúng tôi biết nhé. Và cuối cùng là một hòn đảo xuất hiện trên bầu trời của chúng ta những ngày qua. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, đảo bay. Đã bao giờ bạn ghét trận ngẫu nhiên nhưng đồng đội lại không muốn cứu bạn? Mặc cho bạn đã gửi rất nhiều tin nhắn, hoặc đã bao giờ đồng đội thì đang có bắt căng cực nhưng bạn lại bị hạ gục sớm mà chẳng thể làm gì được? Và đó là khi đảo bay được ra đời. Đảo bay là một cơ chế hồi sinh mới duy nhất tại dịp sinh nhật Free Fire 6 tuổi này. Sau khi bị hạ gục lần đầu tiên, bạn sẽ được đưa đến đảo bay. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội hồi sinh. Nếu trong thời gian cho phép, bạn có thể nhuộm đảo bay này với màu sắc của bạn để làm đầy thanh tiến trình phía trên. Sau đây là một vài mẹo giúp bạn làm đầy thanh tiến trình nhanh hơn, như là di chuyển sát tường để tô được nhiều màu hơn, sử dụng cáp treo để tô màu nhanh hơn, phá vỡ các khối lập phương hoặc hạ gục kẻ địch để tô màu diện rộng. Cơ chế hồi sinh mới này sẽ giúp anh em tự chủ động hồi sinh mà không cần sự trợ giúp của đồng đội trong lần đầu tiên. Hãy nhớ là chỉ áp dụng cho lần đầu tiên thôi nhé. Và đó là tất cả những tính năng mới tại đầu mùa xếp hạng sinh tồn 34. Anh em cảm thấy mùa giải sinh tồn này có biến động như tôi không? Cùng mình lại bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mất ngủ cùng Free Fire tôi nào. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.